Hello em Hoan, xin chào tất cả các bạn đã đến với ngày thứ hai ở Hạ Long của mình nhá. Hôm nay là ngày thứ hai mình đang ở Hạ Long rồi. Thì bây giờ thì rất là sáng, mình đi ăn búp quê. Nhưng mà ở thế giới bình thường thì ăn sáng, nhưng mà ở đây là búp quê. Sướng chưa? Cho mình mở cửa này. Tin tin tin. Ok, mình đi đây. Tin tầng 1. Các bạn vào nhanh hơn, đóng cửa. Tin 1. Đóng cửa vào. Đây tính là tiền phóng hết rồi. Chắc đấy, à đấy, bây giờ là bữa sáng, bây giờ là phở ly nhá. Ui. Đấy phở ly. Đi. Đi chỗ mà hôm qua mình ăn chơi. Đấy. Đấy mình ăn ở chỗ bắt phở ly. Bắt phở ly. Bắt phở bao. Sao chờ đợi đã được ăn. Đói quá. Đây. Sao bao. Xa tơ linh. Ăn lại, lại ăn ở cái chỗ này. Đây. Đây 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 đây. Điều đồ ăn ngon lắm. Đây đây. Sữa chua nha. Để sữa chua. Đây này. Đây mình sẽ chọn đồ. Ăn rồi em để sữa chua em ăn. Bố mày một cười. Ngon quá. À, đây có hạt quả. Ồ, sữa chua kìa. Ồ, chua. Cái này kìa. Sữa chua hạt quả chứ mình xong mình mới ăn. Đấy, sữa chua hạt quả ngon cực. Em mình rất thích ăn. Vâng. À. Sang quả đi đâu. Trước. Trước. Ôi, giò là giò quẩy trứng này. Ăn lên rồi, ăn lên rồi. Nước, bia, gừng, chanh, nước bình thường. À. Ê, có bánh này. Không ngồi được. Cá quá. Đấy. Ok. Có chọn buffet món gì? Trứng, pizza, đập gừng. Đập. Hai cái pizza ăn quá, ăn một cái hết, thích sạch. Ăn bò kề, chưa mất. Cái này chán miệng. Rồi thì ăn ra, rồi tía ra ăn sữa chua. Đây là sữa chua hạt quả của mình. Thank you.
mình qua kìa, mình đi kìa. Sáng nay vừa ăn xong mình làm cả mọi thứ thì chỗ nào mình cũng chơi hết rồi, thì chắc ở đây còn không có gì để khám phá đâu, thì cũng video cũng dài rồi. Đấy, các bạn cho nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, cũng đăng ký nút subscribe nhá. Thì bye bye nhá. Bye bye. Mình đi về đây.